Cũng đã khá lâu rồi thì hôm nay chúng ta mới quay trở lại một cái buổi Zoom để chúng ta mổ xẻ sâu hơn về các cái tính năng quan trọng trong cái back office của tài khoản và máy chung, là cái nơi đang chứa tài sản của anh chị đấy. Rồi người cũ thì cái việc mà chúng ta quản trị tốt cái tài sản của mình là điều vô cùng quan trọng anh chị nhé. Vì trong suốt cái quá trình mà tôi làm việc với rất nhiều anh chị em á, thì thấy có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra liên quan đến cái vấn đề là bảo mật cái tài khoản của anh chị, cũng như là liên quan đến việc mà những cái kỹ thuật nó đơn giản nhưng chúng ta lại không có hiểu được cái logic của cái việc mà cái cách tài khoản hoạt động thế nào, cách quản trị làm sao cho nó đơn giản hiệu quả, và đôi lúc anh chị lại chuyển tiền, lại chuyển nhầm cho người khác đó. Rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy khi chúng ta thực hiện các cái hành động chuyển tiền nội bộ đấy, hoặc là nạp tiền, chuyển tiền nội bộ lại chuyển sang cho người khác, lại phải đi nhờ bộ phận IT can thiệp xác minh đủ kiểu. Rồi thậm chí anh chị giúp cho người khác đăng ký tài khoản. Thế trong quá trình đăng ký tài khoản, như trường hợp ngày hôm nay của tôi cũng vậy. Anh chị bảo trợ giúp cho người khác vào nhưng mà lại đi lấy cái đường link của người khác cho họ đăng ký. À, hôm nay thì trong Zoom này thì anh chị có ai đã hoàn toàn tự tin 100% về cái việc mà chúng ta đã quản trị tốt cái tài sản của mình chưa? Anh chị nào đồng ý với tôi là tài khoản Hoàng Mai Chung.com là cái tài sản của anh chị vô cùng giá trị trong tương lai nào? Ai đồng ý thì chúng ta hãy tương tác trên phần chat nhé. Còn nếu anh chị nào mà cảm thấy nó không có giá trị gì thì chắc có lẽ là không cần quan tâm, phải không ạ? Một cái thực trạng rất là đau lòng hiện nay anh chị, theo tôi đánh giá thống kê trong rất nhiều những cái lần hỗ trợ cho khách hàng cũng như là các đội nhóm khác nhau, thì một cái thực trạng là đa phần anh chị ấy chỉ có việc là biết biết đưa tiền cho người khác nhờ họ làm hộ, giữ hộ. Rất nhiều năm trở lại đây là nhiều người thực sự là có khao khát mong muốn đầu tư đấy, mong muốn kiếm tiền đấy, nhưng mà cái việc mà chúng ta dành thời gian để thực hành cái việc quản trị tài sản của mình lại lại không có thực sự nghiêm túc, đến khi có rất nhiều sự cố xảy ra. Và tôi xin nhắc với anh chị rằng đối với tài sản là những cái mây của anh chị trong tài khoản ấy, nó vô cùng giá trị trong tương lai. Đừng để cho tương lai khi xảy ra sự cố thì anh chị sẽ phải hối hận nếu như mình không tự chính bản thân mình học cách quản trị nó. Và trong tương lai sẽ có rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra, tôi xin dự đoán trước như vậy, nếu như chúng ta không quản trị tốt ngay từ bây giờ. Và thực tế trong quá khứ đã có rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra là gì ạ? Nhiều người bị mất tài khoản do không có bảo mật tốt, rồi mới nhờ công ty can thiệp. Công ty làm sao can thiệp được khi mà bị hacker anh chị, bị hacker người ta chiếm trọn mất cái email của mình, người ta lấy mất cái tài khoản của mình, người ta chuyển mất tiền trong tài khoản mình đi, họ lấy mất cái mail của mình đi. Đấy, có rất nhiều trường hợp xảy ra rồi đấy, là do anh chị bảo quản không tốt cái email, chứ không phải là do bảo hệ thống của Hoàng Mai Chung hay là do nền tảng không bảo mật. Anh chị lưu ý nha, do mình quản trị không tốt cái bảo mật từ cái email. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái kiến thức căn bản nhất trong cái tài khoản của Hoàng Mai Chung trước ha, và chúng ta cùng thực hành trên những cái thao tác mà mình đang quan tâm nếu chúng ta chưa có rõ về nó, là những cái thao tác quan trọng nhất. Rồi anh chị ơi, mọi người hãy chuẩn bị một điện thoại khác hoặc là thêm một cái laptop để chúng ta thực hành nhé. Và những vấn đề nào anh chị đang quan tâm nhất thì tôi sẽ ưu tiên chia sẻ cho anh chị, bởi vì cũng có khá nhiều tính năng. Nhưng mà khi anh chị hiểu được cái logic, cái cách quản trị rồi thì nó sẽ khá đơn giản. Còn đây là trên màn hình anh chị là tài khoản Hoàng Mai Chung, anh chị lưu ý này. Nếu như đang ở giao diện tiếng Anh ấy, chúng ta hãy nhấp chọn vào cái biểu tượng. Trong quá trình tôi hướng dẫn cho anh chị trên màn hình như thế này, anh chị hãy để ý con chuột nó đang nhấp nháy ở đâu, có nghĩa là tôi đang thao tác ở đó nhé. Chúng ta có thể thực hành theo. Nhấp vào biểu tượng lá cờ Việt Nam thì ngôn ngữ tiếng Việt, bên này là ngôn ngữ tiếng Anh, được chưa? Chúng ta chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt thôi. Và anh chị lưu ý nhé, là đối với cái giao diện này thì những người đã tham gia và có tài khoản lâu rồi thì chúng ta có thấy có sự khác biệt một chút nào không ạ? Nó có một ít khác biệt. Và những cái khác biệt thì tôi sẽ trình bày cho anh chị luôn để chúng ta nắm nhanh nhé. Thứ nhất là cái giao diện này là giao diện mới. Đây là giao diện mới, trước đây là giao diện cũ đã chuyển sang giao diện mới nhằm phục vụ cho một vài cái công tác. Thứ nhất là anh chị thấy trên màn hình đấy. Đối với giao diện cũ thì khi chúng ta mở ra các cái banner nó cứ nhấp nháy, chúng ta cứ phải tắt đi 2-3 lần, đúng không ạ? Thì nó khá là phiền hà. Còn bây giờ thì đối với giao diện mới này, cái banner thì nó nằm cố định đây luôn, anh chị không phải tắt khi đăng nhập vào, không phải nhấn vào nút tắt nữa. Thứ hai thì đây gọi là cái hàm biểu
để hiển thị cái giá, à, có nghĩa là cái hiển, để hiển thị cái mức độ sẽ đến cái giai đoạn nào giá mây sẽ tăng. À, hôm nay anh chị vừa rồi MC có nhắc đấy, ngày hôm nay chúng ta có một sự kiện quan trọng là giá mây đã tăng lên một cái bước giá mới, vẫn ở trong giai đoạn 5 anh chị nhé. Trong giai đoạn 5 này, à, cũng xin thông báo với anh chị luôn là chúng ta sẽ căn cứ vào cái nhiệt kế này, chúng ta tạm gọi là nhiệt kế đi ha, à, là cái hàng biểu này để chúng ta có thể đo đếm được còn khoảng bao lâu nữa thì sẽ nhảy sang bước giá tiếp theo, vẫn ở trong giai đoạn 5 anh chị nhé. Đó, và công ty đã quyết định là trong giai đoạn 5 này sẽ có nhiều cái đợt tăng giá. Đó, nhiều đợt tăng giá khác nhau. Và tăng như thế nào, tăng bao nhiêu, thời điểm nào tăng thì nó sẽ có những cái thuật toán trong hệ thống và tất cả đều tự động. Anh chị chỉ cần theo dõi trên cái màn hình này, khi nào mà nó gần 100 có nghĩa là sắp nhảy sang giá mới rồi đấy. Rồi đồng thời là gì anh chị? Cái giá trị mây tương lai thì nó vẫn giữ như cũ anh chị nhé. Tuy nhiên cái giai đoạn hiện tại thì tài sản của anh chị nó đã tăng trưởng lên rồi. Nó sẽ lấy tổng số mây trong tài khoản anh chị nhân với giá hiện tại. Và giá hiện tại của ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua rồi. Được chưa? Nó đã khác ngày hôm qua rồi. Cho nên là tổng tài sản anh chị nó sẽ tăng trưởng lên. Ở đây cái mô hình chọn nhanh các gói này nó hiển thị như thế này. Để anh chị thấy rõ luôn cái số tiền. Hồi trước đây là cái biểu tượng màu tròn và hình tròn đúng không, nhưng bây giờ hình vuông. Đây một số thiết kế thì nó có thể thay đổi, nhưng về mặt cấu trúc của website thì nó vẫn giữ nguyên như vậy anh chị nhé. Rồi có những cái đường link liên kết đến các bài viết trên các tờ báo khác nhau. Đó. Ở trong này cũng vậy, nó có cả cái phần miễn trừ trách nhiệm, các cái thỏa thuận khi hợp tác với doanh nhân nào nói chung, cũng như có những cái cảnh báo về rủi ro. Ok, ở giao diện trang chủ là như vậy anh chị nhé. Như vậy thì khi anh chị thực hiện cái lệnh góp tiền thì cái quy trình như thế này nè, anh chị là người mới, đặc biệt người mới mà đang có cái ý muốn là muốn chia sẻ những cái điều tốt đẹp này cho những người khác, thì cái quy trình như thế này, anh chị nạp tiền vào, phải thực hiện cái bước nạp tiền vào tài khoản, thì vào menu nào để nạp ha. Khi có tiền rồi thì cái số tiền nó sẽ hiển thị ngay đây để chúng ta thực hiện cái hành động góp tiền ngay tại trang chủ luôn anh chị nhé. Thực hiện hành động góp tiền ngay tại trang chủ luôn. Và bây giờ tôi sẽ nói sơ bộ về cái các cái công tác mà chúng ta quản trị nè. Ví dụ như cái menu ví của tôi liên quan đến cái việc mà nạp tiền, rút tiền, anh chị chuyển tiền, hay là cái lịch sử anh chị được thưởng tiền như thế nào, thông tin ngân hàng sao, rồi lịch sử được thưởng hàng tháng theo cái chương trình thi đua hoặc là theo các cái chính sách mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7, từ những cái chính sách cho 6 tháng cuối năm cũng như là chính sách thưởng cho quý 3 là tháng 7, 8, 9 này kia như thế nào đấy, thì nó đều hiển thị trong ví của tôi, có nghĩa là cứ cái gì hoạt động gì liên quan đến tiền thì nó nằm trong cái menu ví của tôi. Nhiều người thậm chí cũng biết là vào đâu để lấy cái gì thì nó có logic của nó nha. Anh chị muốn làm cái gì liên quan đến tiền, bạc, lịch sử thì hãy vào menu ví của tôi và tìm ở trong này. Được chưa? Rồi, trong cái phần lịch sử thì nó cũng sẽ hiển thị cho anh chị là chi tiết tài sản của anh chị hiện tại như thế nào. Trong ví của anh chị đang có bao nhiêu tiền. Và cái số tiền này khi chúng ta nhấp chọn vào cái dấu cộng, dấu trừ nó hiển thị luôn là ví chính có bao nhiêu tiền, tài khoản thưởng có bao nhiêu tiền. Là cái anh chị có thực hiện các cái hoạt động chia sẻ đấy thông qua cái chương trình tiếp thị liên kết của anh Phạm Mai Trung đấy. Rồi anh chị có bao nhiêu mây, đó thấy chưa, có bao nhiêu mây trong tài khoản, và thưởng quảng cáo đang có bao nhiêu tiền thưởng quảng cáo. Rồi cái thưởng quảng cáo này tôi nói nhanh luôn, đây chính là cái tiền, số tiền mà khi anh chị đóng góp vào ở giai đoạn này thì anh Hoàng Mai Trung sẽ tặng lại cho anh chị 5% trên số tiền anh chị đóng góp để dùng cái tiền này sử dụng các sản phẩm dịch vụ bên các sản phẩm của Mayland. Ví dụ nhá, trang mayland.com mục đích làm gì ạ? Là sản phẩm đấy để anh chị đăng tin VIP hoặc là đăng tin thường. Nhưng nếu anh chị được tặng cái số tiền này thì anh chị có thể dùng số tiền này để đăng tin VIP, đăng tin mua bán nhà, cho thuê nhà vân vân, mà tin VIP nha, lên trên đầu tin VIP 1 đấy. Hoặc là anh chị dùng cái số tiền này để xem quy hoạch trên bản đồ. Được chưa? Tại vì xem quy hoạch bản đồ không có miễn phí đâu. Chỉ miễn phí anh chị 5 lần xem đầu tiên thôi. Nhưng mà muốn xem nhiều hơn thì anh chị phải nạp tiền, mà anh chị có thể dùng cái tiền này để xem. Và cái tiền thưởng quảng cáo này sẽ được phát hành dưới dạng coupon. Coupon là phiếu thưởng đấy. Anh chị đi siêu thị mua hàng
đúng không ạ? Chúng ta có thấy là thường thường được tặng coupon không? Chúng ta mua một cái tivi thì được tặng thêm một coupon để mua một cái sản phẩm nào đó về gia dụng chẳng hạn, hàng gia dụng đó. Thì tương tự như vậy, Hoàng Mai Trung phát hành cái dạng coupon, thì muốn xem coupon như thế nào anh chị vào cái menu sự kiện này, coupon quảng cáo ha, thì mỗi lần phát hành họ sẽ hiển thị cái coupon ở trong này, và coupon này tôi đã sử dụng thì tôi chia sẻ anh chị được, nhưng mà nếu anh chị chưa sử dụng thì vui lòng không chia sẻ với ai nhé. Nếu chúng ta chia sẻ coupon này là nó có thông tin mã coupon và số series thì họ lấy mất cái tài sản của anh chị đó. Thì chúng ta sẽ nạp cái mã coupon và số series nào này vào bên trang Mailen.com, thì cái số tiền 5 triệu này nè, 5 triệu mỗi lần ở cái Hoàng Mai Trung, trang web Hoàng Mai Trung này sẽ trích ra bao nhiêu phần trăm trên tổng số tiền mà mình được thưởng ấy, đưa vào cái coupon mà anh chị được sử dụng. Chúng ta nạp vào Mailen.com, và cách nạp như thế nào thì đã có video hướng dẫn rồi ha. Anh chị nào quan tâm thì hãy hãy hỏi cái người bảo trợ của mình hoặc là các vợ giám đốc văn phòng đại diện có những cái video clip hướng dẫn anh chị nạp cái coupon này vào trong tài khoản để sử dụng nhé. Rồi chúng ta quay lại cái bên menu VIP của tôi, trong cái phần lịch sử anh chị sẽ xem được rất nhiều các loại lịch sử khác nhau, ngày anh chị nạp tiền, ngày anh chị góp tiền, anh chị chuyển nhượng, lịch sử chuyển nhượng sao, lịch sử anh chị chuyển tiền cho ai, rút tiền ngày nào, rồi để chúng ta được thưởng như thế nào, được chưa? Rồi thưởng mây ra sao? Đấy, các cái chính sách về thưởng mây, chúng ta đã học về chính sách các cái buổi trước rồi đúng không? Chúng ta sẽ có lịch sử trong này cụ thể hết. Rồi đối với cái người chia sẻ thì sao ạ? Đối với cái người chia sẻ trong này thì có thể có rất nhiều anh chị chỉ là những người đầu tư thuần thôi, là anh chị chỉ góp tiền cho Hoàng Mai Trung và để đó không làm gì. Thì chúng ta quan tâm nhiều hơn về cái hoạt động bảo mật tài khoản mà tôi sẽ chia sẻ phần sau. Còn đối với những anh chị thấy được cái giá trị này và muốn lan tỏa, giúp cho người khác cũng nắm cơ hội giống như mình, giúp cho cộng đồng ngày càng lớn mạnh, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau thì sẽ đi nhanh hơn. Thì chúng ta phải quan tâm đến cái menu đối tác này. Tất cả các hoạt động liên quan đến đối tác của chúng ta sẽ nằm trong cái menu đối tác này. Và như vậy để chúng ta có thể tìm từng cái menu và xem nó có nghĩa là gì, đúng không? Nó đơn giản thôi. Mà ở đây cái quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với chị là cái menu nhóm đối tác này. Cái này anh chị là hai đường link, thì thứ nhất là đường link đăng ký, là khi anh chị nhấn vào cái biểu tượng này chúng ta sao chép thì anh chị hãy dán vào Zalo, Facebook, Messenger cho cái người đang quan tâm để họ đăng ký tài khoản dưới hệ thống của anh chị nhé. Tiếp thì liên kết thì vẫn cho phép anh chị đăng ký người khác dưới mình, được chưa nào? Rồi còn cái landing page có nghĩa là gì anh chị? Landing page là cái trang để giới thiệu, tôi sẽ sao chép cái đường link này, mở thêm một cái tab mới ở trên màn hình và dán vào và enter để cho anh chị hình dung. Nhiều người thậm chí còn chưa biết cái này nhé. Anh chị có tài khoản thì có nghĩa là anh chị được tặng luôn một cái website, được anh Hoàng Mai Trung tặng luôn một website miễn phí mà anh chị không phải mua tên miền, không phải mua hosting, không phải biết làm web gì cả, có luôn website. Và website này để làm gì? Để chia sẻ chi tiết thông tin về dự án, chia sẻ thông tin chi tiết về cái cơ hội hợp tác với Hoàng Mai Trung. Và trong cái website này có rất nhiều thông tin anh chị, nó rất là giá trị, rất là giá trị. Cái người mới hoàn toàn họ vào đây họ đọc, họ tìm hiểu, và những cái thông tin này khi họ quan tâm thì họ liên hệ với ai? Liên hệ với chính anh chị luôn. Và cái người mà quan tâm thì khi họ đăng ký nhấn nhấn cái nút là tôi muốn tham gia thì nó sẽ ra luôn cái được cái trang, cái giao diện là để đăng ký tài khoản dưới cái ID bảo trợ của anh chị, được chưa? Rồi ở đây sẽ có thống kê anh chị, sẽ có thống kê anh chị được thưởng bao nhiêu tiền và được có bao nhiêu mây, tài khoản mình, tài sản mình như thế nào, ABCD đủ kiểu ha. Và ở trong này nó cũng sẽ thể hiện luôn cho anh chị cái danh sách đối tác, được chưa? Danh sách đối tác của mình, bao nhiêu đối tác ở trong này, đối tác đã đóng góp từ ngày nào, doanh số bao nhiêu, vân vân. Chi tiết hôm nay anh chị vào đây trải nghiệm nhé. Top chiều mây để chúng ta xem cái gì? Để chúng ta hệ thống công khai luôn cho anh chị biết là trong tất cả những nhà đầu tư đang đồng hành hợp tác với doanh nhân Hoàng Mai Trung thì có bao nhiêu người sở hữu trên 1 triệu mấy đấy, thì vào đây chúng ta thấy được luôn này, được chưa? Hiện tại là có khoảng 20 người đấy anh chị, 20 người đóng góp 1 triệu mấy đấy. Vừa rồi thì gói triệu mấy là chưa tới 3 tỷ, nhưng bây giờ ngày hôm nay là bao nhiêu rồi anh chị? Biết giá ngày hôm nay bao nhiêu không? Muốn biết giá ngày hôm nay bao nhiêu, chúng ta quay ngược trở lại vào menu đối tác, nhóm đối tác này ha. Chúng ta xem ở đây nè.
Đấy, anh chị xem ngay cái vị trí là nhóm bản giới thiệu, cái giá trị mây giai đoạn này là 3.372 đồng, được chưa? Ai hỏi giá mây bao nhiêu chúng ta vào đây xem nhé, vào đây xem. Dạ, có nhiều anh chị chưa biết đúng không ạ? Hôm nay anh chị biết rồi nhé. Đấy, nên đừng, có thể là không cần hỏi bảo trợ của mình là làm sao để giới thiệu được cái dự án, anh chị vào đó lấy cái đường link trang web chia sẻ cho người khác để họ đọc nhé. Đôi lúc chỉ cần một cái hành động nhỏ của anh chị bằng việc lan tỏa, là chỉ chia sẻ cho những người anh chị quan tâm hoặc là những người khách hàng tiềm năng anh chị, thì là chúng ta đang giúp cho một người khác nắm được cơ hội này đấy, và chúng ta đang cùng nhau đấy. Anh chị hãy làm cái việc này nhé, vào đó lấy trang web, vào menu nhóm đối tác, lấy cái website có thông tin của mình gửi cho người khác, thì cái quyền lợi của anh chị cũng sẽ được đảm bảo đó. Rồi tiếp theo là cái menu gì trong nhóm đối tác này, có một top 100 rồi top tri ân, anh chị cứ tham khảo nha. Đây là thông tin tham khảo để chị xem thêm thôi. Rồi menu sự kiện này, có những cái sự kiện khác nhau thì chúng ta vào đây xem các cái sự kiện à, chúng ta vào đây tham khảo, không quan trọng ha. Menu tài khoản nó có một số thứ quan trọng thì anh chị có thể vào xem cái vị trí để chúng ta tham khảo là ở toàn cầu à, ở toàn cầu những người đang đồng hành với Hoàng Mai Trung đang ở đâu. Anh chị có thấy là đúng toàn cầu không ạ? Ở châu lục nào cũng có hết á. Thấy chưa? Ở bên này, bên Mỹ nè, 17 khu vực này 17 người, 17 người, 9 người. Đây 257 người ở khu vực United Kingdom nè, châu Âu nè, 50 26 16 này. À, bên châu Phi thì năm châu Phi cũng có rồi, thấy chưa ạ? Đây ở đâu đông nhất anh chị? Ở châu Á, Đông Nam Á là 16.460 ID. À, còn ở đây ở đâu? Khu vực Thái Lan, Malaysia, anh chị cứ phóng lớn lên thôi, nó ra từng quốc gia là chúng ta biết. Ở bên Úc cũng có 50+ người nè, Indo, khu vực Indo nè, Malaysia 4.700, Việt Nam là nhiều nhất chắc chắn đúng không? Việt Nam nhiều nhất. Đấy, như vậy là những người đang hợp tác với Hoàng Mai Trung rất nhiều anh chị nhé, rất nhiều. Và hiện tại thì chúng ta cũng xem được cái thông tin, anh chị xem được thông tin những người hợp tác Hoàng Mai Trung tổng số bao nhiêu ở đâu. Nó nằm hiển thị ngay trước mắt anh chị cho trang chủ đấy, đúng không ạ? Ở ngay trang chủ tổng số người hiện tại là 27.170 ID đã đóng góp đồng hành cùng với Hoàng Mai Trung nói chung, và tổng số lượt góp trung bình là như vậy. Chúng ta nhấn vào đây trung bình 27, có một, nghĩa là một người có thể là góp hơn một lần rồi hai lần, có người góp hai lần, ba lần, thậm chí có người góp tới hàng chục lần. Bởi vì anh chị biết là có những người họ rất là có cái khao khát rất là lớn, họ tin tưởng vào cái dự án này. Họ tuy không có nhiều tiền nhưng mà từ cái đồng tiền lương hàng tháng họ trích ra, họ muốn mua thêm, mua thêm, mua thêm. Đấy. Những con người không có nhiều tiền nhưng mà họ có khát vọng lớn. Đấy. Còn nhiều trường hợp anh em đóng góp một lần luôn, họ đúng luôn là bao nhiêu tiền, đúng cái mục tiêu luôn. Đấy. Thì ok, họ sẽ không góp nữa. Được chưa? Rồi, ở cái vị trí tài khoản, menu tài khoản này chúng ta có cái mục thông tin cá nhân, anh chị có thể vào đây để thực hiện cái mục là thông tin cá nhân nhé. Còn đối với cái trang Hoàng Mai Trung giao diện mới này thì đúng ra có cái chỗ mà thực hành KYC trước đây ha. Nhưng mà nếu như tài khoản anh chị chưa làm KYC thì ở ngay giữa trang chủ của anh chị sẽ có cái thông báo ha. Sẽ có cái thông báo là anh chị hãy nhấp vào cái thông báo đó, anh chị kiểm tra đi ạ. Kiểm tra tài khoản mình nếu chưa làm cái bước xác minh danh tính thì chúng ta hãy nhấp vào cái vị trí thông báo đó và chúng ta cập nhật thông tin để mà chúng ta khai báo danh tính. Bởi vì anh chị phải xác thực mỗi người chỉ được sở hữu một tài khoản. Làm cái bước đó nó đơn giản và cũng có những cái hướng dẫn rất là chi tiết. Anh chị hãy liên hệ với người bảo trợ của mình hoặc là liên hệ với các giám đốc văn phòng ở khu vực của mình để họ hỗ trợ nhé. Nó rất là đơn giản anh chị, và hãy tranh thủ làm đi. Tôi khuyên anh chị hãy tranh thủ làm xác minh danh tính. Tuy nó không yêu cầu gấp nhưng là khi bất kỳ sự cố nào xảy ra với tài khoản của anh chị cần sự can thiệp của bộ phận chăm sóc khách hàng, thì bản thân của chăm sóc khách hàng cũng phải biết là anh chị phải chứng minh được là tài sản đó là của anh chị. Nếu chúng ta chưa làm xác minh danh tính, có nghĩa là chúng ta chưa chứng minh tài sản đó là của mình, thì rất khó để trong việc hỗ trợ anh chị sau này khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Mọi người hiểu đúng không ạ? Cho nên là hãy tranh thủ làm xác minh danh tính và hãy nhắc nhở những người đồng hành với mình ở bên dưới đó, trong đội nhóm anh chị đã làm đi. Anh chị trong này nếu là những người đã và đang chia sẻ và có
đội nhóm của mình thì hãy thể hiện cái trách nhiệm của mình cho nó đúng, cho nó đủ, đúng không ạ? Đó là lời khuyên của tôi. Thì đó chính là chúng ta đang cùng giúp nhau tạo dựng một cộng đồng có trí tuệ, am hiểu và biết cách quản trị tài sản của mình. Chúng ta sẽ giảm bớt đi những cái trường hợp sau này xảy ra nó rất là đau lòng anh chị nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ tập trung một chút vào các cái câu hỏi thắc mắc của anh chị nhé. Ai đặt mã 2FA thì mất Gmail, tôi nghĩ là vẫn không sao. Mất Gmail còn không sao, mà bạn mất mà bạn kêu không sao là có vấn đề. Bởi vì cái Gmail chính là cái chìa khóa để giữ tài sản của bạn. Còn giấy chứng nhận anh chị cứ nhấp vào xem chứng nhận tài sản mình thôi nhé. Tôi sẽ nói về phần bảo mật cụ thể một chút về 2FA cho anh chị nhé. Quên backup mã 2FA, làm thế nào để lấy lại 2FA để backup? Trường hợp bạn quên mã 2FA thì chỉ còn cách duy nhất là bạn hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và chứng minh tài khoản đó là của bạn, thì họ mới giúp bạn gỡ 2FA thiết lập lại. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy quan trọng trong cái việc mà làm xác minh danh tính càng sớm càng tốt không ạ? Nếu không có xác minh danh tính thì bạn rất là bạn khó chứng minh đó là tài sản của bạn nếu như có ai đó đứng ra đảm bảo bảo chứng hoặc là chứng minh bằng cách nào đó. Nếu không thì ai cũng có thể nói là tài khoản kia là của tôi, tài khoản kia là của tôi, giúp tôi thay đổi đi, đâu có được. Phải anh chị, nó phải có nguyên tắc chứ. Hãy liên hệ với chăm sóc khách hàng, số điện thoại nó có nằm trong website thì phải. Đấy, nằm phía dưới trang web có, hoặc là bạn lưu lại này 1900232316. 1900232316 để họ verify cái tình trạng của bạn và giúp bạn. Đấy, làm 2FA các bạn phải có backup, phải có dự phòng nha, backup là dự phòng đấy. Tiếp theo là câu hỏi, anh chia sẻ thêm mình tự góp tiền vào trang web của mình, đóng tiền góp thêm, muốn mua thêm mây tự mình nhấn vào ví để mua như thế nào? Ok, thế thì các bạn chúng ta vào menu là vào ví của tôi nhé, nhấn vào nút nạp tiền, được không ạ? Chúng ta vào nút nạp tiền. Rồi ở cái chỗ nạp tiền này, cái logic nó rất là đơn giản, anh chị lưu ý nhé. Anh chị nạp tiền vào bất cứ tài khoản nào được liệt kê trong này, tất cả tài khoản này là của doanh nhân hàng Hoàng Mai Trung. Và khi chúng ta nạp vào thì bộ phận kế toán họ sẽ kiểm soát toàn bộ cái tài khoản này anh chị nhé. Tiền vào bộ phận kế toán kiểm soát, anh chị chọn bất cứ tài khoản nào trong này để nạp. Như vậy thì nếu chúng ta cùng ngân hàng thì chúng ta chọn đúng tài khoản đó. Thế nhưng có câu hỏi đặt ra, anh chị đặt là bây giờ trong danh sách ngân hàng này tôi chẳng có ngân hàng nào trong này cả. Thì làm sao? Được, anh chị vẫn dùng Internet Banking chuyển khoản tới bất kỳ số tài khoản ngân hàng nào. Nhưng hãy dùng chức năng là chọn chuyển khoản nhanh. Và cái bước chuyển khoản chúng ta lưu ý là gì? Thứ nhất, anh chị phải sao chép đúng chính xác số tài khoản và kiểm tra là chính xác cái người nhận là Hoàng Mai Trung. Được chưa? Thứ hai, nội dung chuyển khoản. Thì anh chị nhìn nè, trong cái phần nội dung chuyển khoản anh chị có thể sao chép, nhấn sao chép cái nội dung này dán vào trong cái nội dung chuyển khoản trong quá trình anh chị thực hiện chuyển khoản Internet Banking. Còn trong này nếu anh chị nào chưa bao giờ hiểu cái Internet Banking là gì thì hãy ra ngân hàng nhé, ra ngân hàng hỏi và họ giúp cho mình thực hiện cái việc tải ứng dụng, tải cái app ngân hàng đó về và làm Internet Banking. Và trong cái nội dung anh chị thấy cái gì không ạ? Mã giao dịch. Mã giao dịch là cái dãy số này. Và dãy số này khi anh chị làm mới trang web nó sẽ nhảy sang một dãy số khác. Tôi ví dụ nhé, ở đây là 58110A. Bây giờ tôi làm mới trang web này, refresh nó lại, làm mới nó lại. Thế chị thấy cũng là giao diện này nhưng mà cái mã giao diện nó nhảy thành 04302D. Đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý là trong quá trình chuyển khoản, anh chị hãy để nguyên cái giao diện này, không được làm mới trang web. Thì nó mất cái mã giao diện đi. Bởi vì cái bộ phận kế toán họ phải đối chiếu cái lệnh nạp của anh chị vào cho Hoàng Mai Trung thông qua cái mã giao diện đó khi anh chị chuyển khoản thành công xong ấy. Chụp hình biên lai giúp tôi nhé. Chụp hình biên lai và tiếp theo là gì? Ở ba cái trường này là hệ thống mặc định anh chị rồi, thông tin rồi. Tiếp theo là chúng ta nhập cái họ tên của mình vào. Số tiền chúng ta đã chuyển bao nhiêu? Ví dụ tôi chuyển 15 triệu thì tôi nhập vào 15 triệu, gõ vào thôi. Đúng không ạ? Chúng ta gõ vào chính xác. Nhập 15 triệu thì gõ 15 triệu chứ đừng gõ 150 triệu, có nhiều người ẩu tả. Đấy, như thế này họ sẽ không đối chiếu và không có duyệt lệnh anh chị sẽ rất lâu, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta nhấn cập nhật ảnh rồi chúng ta đưa cái biên lai chuyển tiền lên. Anh chị chuyển tiền bằng cái biên lai nào chúng ta? Ở đây là tôi nhập, tôi đã nạp 11 triệu trước đó thì tôi nhập là 11 triệu thôi. Đúng không ạ? Sau khi chuyển tải biên lai lên thì chúng ta sẽ nhấn xác nhận giao dịch và chờ cho
bộ phận chuyên môn họ duyệt cái lệnh cho anh chị. Rồi như vậy khi mà duyệt lệnh rồi thì anh chị sẽ quay vào menu ví của tôi lịch sử để xem trước tiền này, tiền nó vào trong ví chính của chúng ta hay chưa. À, chúng ta thực hiện cái bước nạp tiền là tiền nó sẽ vào ví chính, nó được cộng lên hay chưa. Đấy, nếu đã có sẵn rồi thì nó cộng dồn lên. Khi có tiền rồi anh chị thực hiện vào đấy, đúng không ạ? Nhấn vào góp tiền. Nhưng mà đừng lo, có bao nhiêu tiền đừng có lo. Tại đây chúng ta có thể sửa được này. Tại vì tài sản chúng ta có 1 tỷ. Ví dụ tôi có 1 tỷ, tôi chỉ muốn góp 20 triệu thì tôi nhập vào 20 triệu. Đúng không ạ? Đó, vào đây chúng ta sửa được. Và tất cả các trường còn lại thì không ai can thiệp được anh chị nhé. Đấy, giống như khách hàng hôm qua bảo tôi hãy giữ lại cái giá cũ cho chị. Làm sao em giữ được? Hệ thống nó đã nhảy sang giá mới thì bố em không giữ được. Chứ em lại chắc em không giữ giá cho chị thì em đành chịu. Đúng không ạ? Thực ra là phải hiểu. Chúng ta hiểu rồi, hiểu cái logic của nó rồi chúng ta sẽ biết là cái vấn đề nó đang nằm ở đâu. Và chúng ta làm cái gì chúng ta phải hiểu về nó. Đúng không ạ? 20 triệu. Đó, thì chúng ta nhập vào đây. Và sau đó toàn bộ thì nó sẽ... Các cái trường bên dưới anh chị có nhấp vào cũng không sửa được. Và được tặng bao nhiêu như thế nào thì nó sẽ theo các cái chương trình khuyến mãi hiện tại. Theo các cái chính sách thưởng hiện tại. Được chưa? Thành ra là chúng ta sẽ quan tâm nhất là tổng số mây chúng ta được ghi nhận là bao nhiêu. Và nhấn vào góp ngay thôi anh chị. Bây giờ nếu như tôi nhấn góp ngay đố anh chị là có được không? Là sẽ không được nhé. Hệ thống báo ngay này. À, sẽ không được. Và hiện tại tôi xin thông báo với anh chị luôn, do là giao diện mới tôi đã báo với bộ phận IT rồi. Thì bình thường anh chị nhấp vào, nếu mà lệnh thành công thì nó báo xác nhận giao dịch thành công. À, tuy nhiên là do giao diện mới nó đang có một số cái lỗi, cái bug, một vài cái bug nhỏ họ cần phải khắc phục. À, là tuy là báo như thế này nhưng mà anh chị đủ số tiền để góp ấy, thì chúng ta hãy kiểm tra vào trong cái lịch sử để chúng ta thấy mây nó cộng vào tài khoản của mình luôn nha. Chiều nay tôi gặp trường hợp này rồi. Và họ đang sửa đó. Đó, thành ra anh chị lưu ý là nếu như mà không có đủ tiền mà góp thì cũng không được đâu. À, nếu chúng ta không đủ tiền mà thực hiện lệnh góp cũng không được đâu. À, đúng rồi, bạn Hiền hỏi là họ nhập địa chỉ hay số điện thoại ở nước khác là mình biết hả anh? Đúng rồi. À, thông thường khi mà tài khoản anh chị đăng nhập ấy, thì đôi lúc sẽ có những cái câu hỏi là anh chị có cho phép Mainland biết cái vị trí của anh chị không ấy. Đấy, thì nếu anh chị nhấn vào nút Allow là cho phép, thì cái hệ thống nó tự động nhận diện anh chị ở khu vực nào, nó thống kê theo cách đó. Còn số điện thoại là một phần thôi nhá, số điện thoại có thể là một phần thôi, tại vì nhiều người ở nước ngoài họ vẫn dùng số điện thoại ở Việt Nam để khai báo, dùng số điện thoại của người nhà để họ khai báo. Rồi, bạn Thanh Nhường có trả lời giúp, nếu mà quan tâm đến tính pháp lý một chút thì anh có thể vào cái đường link news.mainland.com. đúng rồi, trong cái trang này nó công bố toàn bộ các cái tài liệu của doanh nghiệp là công ty cổ phần tập đoàn Mainland. Bởi vì nó mang tính chất là công ty đại chúng nên ra là phải public cho đại chúng biết những cái thông tin nào cần phải public theo quy định. Anh chị vào đó có thể xem được báo cáo tài chính cũng như là giấy phép đăng ký kinh doanh của trụ sở, như là tất cả các văn phòng đại diện, các cuộc họp đại hội cổ đông, các cái thông báo quan trọng nằm trong đó hết nha. Không ai hướng dẫn xác minh danh tính. Rồi, bạn này hãy liên hệ với người bảo trợ. Còn nếu như bạn không có bảo trợ thì bạn hoặc là bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng. Số điện thoại 1900232316, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn hỗ trợ bạn nhé. Cho em hỏi có kế hoạch thừa kế không ạ? Ví dụ như chết đột ngột thì người nhà có quyền thừa kế không? Cái này là theo luật thôi bạn, theo luật thôi. Tài sản của bạn thì theo luật thừa kế, cái này chuyện là đương nhiên thôi ạ, đúng không ạ? Bạn Văn Thịnh hỏi em làm KYC mà khi chụp hình kèm tờ giấy viết mail em không có cầm tờ giấy có được không? Không được bạn nhé. Bởi vì đây là quy trình chuẩn của làm xác minh danh tính. Mà tôi nghĩ là bất cứ một tổ chức nào khi làm xác minh danh tính, cái quy trình chuẩn là cái bước mà bạn chụp hình, cái hình ảnh, cái gương mặt của bạn không bị mất góc cạnh và cầm cái giấy tờ xác minh cộng với tờ giấy là gì? Để xác minh là bạn là người thật. Ngày hôm đó bạn viết chữ Mainland và ngày nào chụp tấm hình đó. À, cái đó nó đơn giản. Thực ra là bạn hãy nhờ người khác chụp cho mình tấm hình đó. Yeah, nó đơn giản. Cảm ơn em nha. Rồi, Kiên Nguyễn, trang web xử lý hơi chậm, thời gian tới hy vọng trang web nhanh và tối ưu hơn. Đúng rồi, với trang web giao diện mới Hoàng Mai Trung này tôi cũng có cảm nhận đó. Tuy nhiên các bạn thông cảm về trong cái quá trình mà chuyển giao data dữ liệu sang cái giao diện mới thì chắc chắn nó sẽ còn một vài cái bug nhỏ và cái lỗi nhỏ sẽ fix. À, chúng ta đã từng sử dụng cái trang web giao diện cũ vô cùng mượt mà phải không nào? Thì tôi tin là với cái giao diện mới này nó cũng sẽ như vậy thôi. Chúng ta phải
kiên nhẫn một chút anh chị nhé. Ngoài cái việc là chúng ta vào cái menu tài khoản để bảo mật này là cái chuyện đương nhiên anh chị, tôi khuyến nghị nha, tôi khuyến nghị nếu anh chị chỉ là cái người đơn thuần đóng góp vào và chẳng làm gì cả, chẳng là ít khi, có nghĩa là ít khi hoạt động trong cái tài khoản này, thì chúng ta thiết lập đầy đủ các lớp bảo mật luôn nha. Nhưng phải làm dự phòng, phải ghi chép đầy đủ, ghi chép đầy đủ email của mình là gì, số điện thoại mình đăng ký là gì. Làm bảo mật 2FA thì cái mã QR phải chụp hình lại, thậm chí là in ra giấy cất vào két sắt đi, được chưa? Cất vào két sắt đi. Mật khẩu cấp 2 của mình là gì, thiết lập đầy đủ cho tôi và để đó, tại vì anh chị ít đụng vào. Nhưng với những người thường xuyên phải thao tác, phải làm việc trên tài khoản, anh chị là những người đi chia sẻ, thì tôi khuyến nghị là chúng ta chỉ dùng 2 lớp thôi. Có nghĩa là chỉ dùng mật khẩu đăng nhập và một lớp bảo mật, một là mật khẩu cấp 2 hoặc là dùng 2FA. Đây là khuyến nghị cá nhân thôi nhé, bởi vì tôi thấy nó khá phức tạp khi mà mỗi lần thao tác chuyển tiền thì kia phải làm 2-3 lớp bảo mật thì nó rất là rối. Tôi lúc cần phải xử lý nhanh cho khách hàng nó rất là rối. Thành ra là chúng ta phải cân nhắc ha. Nếu chúng ta muốn làm nhiều lớp thì nó bảo mật tốt thôi, nhưng mà vấn đề là cái sự tiện nghi của anh chị trong quá trình làm việc, thì cơ bản tôi vẫn khuyến nghị anh chị là phải thiết lập thêm một lớp bảo mật, ít nhất là có thêm một lớp bảo mật, mật khẩu cấp 2 hoặc là 2FA, được chưa? Và cái hại của nó là gì? Cái hại của nó là anh chị không có làm dự phòng như trường hợp vừa rồi tôi trình bày đấy. Chúng ta không lưu trữ thông tin, không cất giữ nó cẩn thận, thì khi bị mất cái thông tin thì chúng ta lại kêu trời, đúng không ạ? Lại kêu trời. Rất may mắn cho anh chị rằng chúng ta có một cái đội chăm sóc khách hàng rất là nhiệt tình hỗ trợ khách hàng. Nếu như mà trường hợp không thể thì chị chăm sóc, gọi cho chăm sóc khách hàng, đúng không? Tuy nhiên cái quan trọng nhất mà tôi khuyến nghị anh chị và hãy giúp cho đội nhóm của mình làm nhanh cái phần xác minh danh tính và chứng minh là tài khoản của mình có vấn đề gì, thì dù gì nói là ok, tài khoản này chứng minh của tôi đây, tài khoản của tôi đang có rắc rối, thì họ sẽ giúp anh chị một cách dễ dàng, hiểu không ạ? Đấy, may mắn cho chúng ta là như vậy. Mật khẩu 2 dùng vào lúc nào thì bạn cứ thử vào cái menu chuyển tiền nội bộ nhé. Các hoạt động thường nhiều đa phần là liên quan đến việc mà liên quan đến cái tài sản của bạn, thì bạn phải làm, phải thực hiện cái bước thêm cái lớp bảo mật mà mình đã thiết lập. Ví dụ tôi dùng chuyển tiền nội bộ, giả sử tôi dùng chuyển tiền nội bộ cho một cái ID nào đó ha, chung gì đấy chẳng hạn, rồi tôi nhập số tiền 10.000 đồng ví dụ vậy, và nhập này, bạn thấy không, bởi vì tôi đã thiết lập mật khẩu cấp 2, thành ra là yêu cầu tôi nhập mật khẩu cấp 2 vào thì mới chuyển đi được. Còn nếu tôi không nhập mà nhập sai thì nó sẽ báo ngay, nhấn vào xác nhận nó báo ngay là mật khẩu cấp 2 không đúng, hình dung ạ. Còn nếu như bạn có thiết lập bảo mật 2 lớp thì nó sẽ hiện ra một cái ô nữa là bạn phải nhập cái mã 6 ký tự của 2FA vào đây, bạn xác nhận mới được. Xin hỏi em KYC bằng chứng minh nhân giờ chuyển sang căn cước công dân thì sau này các hồ sơ thủ tục làm theo căn cước công dân được chứ? Những cái phần này phía sau, tại vì tất nhiên là chúng ta, anh chị em lưu ý là dần dần thì anh chị bây giờ là có phải là cả Việt Nam chúng ta đang chuyển sang cái loại hình căn cước công dân gắn thẻ chip này kia, đúng không ạ? Và dần dần về sau sẽ có phương án anh chị nhé. Cho nên hiện tại nếu KYC của anh chị đã được phê duyệt rồi thì anh chị cứ tạm thời để đó ha, dù nào cũng chứng minh được là tài sản anh chị rồi ha. Còn về sau này thì chắc chắn bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ có phương án để làm như thế nào để phù hợp, miễn là phù hợp với cái tài sản đó của anh chị, và đặc biệt là phù hợp với cái quy trình mà phát hành cái sổ cổ đông này kia đấy chị ha, cho tài sản của chúng ta. Chúng ta hãy yên tâm về việc đó. Ở nước ngoài KYC bằng hộ chiếu được không anh? Được nhé. Được. Hệ thống cho phép sử dụng cả KYC, hộ chiếu để làm KYC. Thì bây giờ, ngay bây giờ tôi đề nghị anh chị, chúng ta hãy nghiêm túc nhé. Hãy nghiêm túc nghe kỹ. Hãy nghiêm túc nghe kỹ, thật kỹ. Rồi bây giờ với Gmail, đây là cái hộp mail của anh chị. Tôi chỉ nói Gmail thôi, vì đa phần chúng ta 99,9% là dùng Gmail, đúng không ạ? Thế chị hãy ở trong cái menu này, trong tài khoản của mình, chị nếu mà đang dùng di động thì nó sẽ cũng có cái biểu tượng tròn tròn, chúng ta nhấp vào tìm cái chỗ là quản lý tài khoản Google của bạn ha. Nhấn vào quản lý tài khoản Google của bạn, được chưa? Và nó sẽ có một cái thẻ bảo mật. Nếu trên di động thì anh chị sẽ vuốt qua 2-3 tab gì đó sẽ có cái tab bảo mật. Nhấn vào bảo mật để chúng ta rà soát. Để chúng ta rà soát các cái lớp bảo mật ở đây.
Rồi khi anh chị vào đây chúng ta kiểm tra này, thứ nhất là xác minh hai bước anh chị đã bật hay chưa. Đấy, thậm chí hỏi anh chị đã bật xác minh hai bước hay chưa trong Gmail. Chưa bật thì anh chị hãy làm ngay cái bước này anh chị nhé. Đây là cái bảo mật, cái lớp bảo mật căn bản nhất nhưng nó chưa đủ nha, căn bản nhất. Có nhiều anh chị bật rồi, tự tin là tài khoản mình được đảm bảo rồi, nhưng xin thưa với anh chị rằng không đâu. Chúng ta phải làm thêm nhiều thứ khác. Chúng ta phải làm thêm nhiều thứ khác. Chúng ta phải làm dự phòng. À, chúng ta phải làm dự phòng. Giống như ổ khóa nhà của anh chị đấy. Hiện tại chỉ có một chìa khóa thôi. Nếu có một chìa khóa thôi thì anh chị có muốn đi ra đặt làm thêm 2-3 chìa khóa khác để dự phòng không? Đúng không? Bởi vì sao? Khi mất chìa khóa rồi thì còn có mấy chìa kia để mở ổ khóa chứ. Thì tương tự như vậy, đây là anh chị đang bảo mật Gmail, là đang bảo vệ cho tài sản trên, gọi là trên nền tảng số. Bất cứ tài sản nào anh chị dùng Gmail đó để đăng ký là đang bảo vệ cho tài sản số của anh chị. Nó quan trọng lắm thì hãy nghiêm túc với tài sản của mình đi, được chưa? Thành ra là anh chị ra soát, nếu chưa bật xác minh hai bước thì hãy bật lên. Anh chị hãy ra soát là đã thiết lập số điện thoại khôi phục, email khôi phục và câu hỏi bảo mật hay chưa. Đây chính là những cái thứ gọi là cái gì khôi phục ấy, là những cái thứ anh chị đang làm dự phòng, đang làm chìa khóa dự phòng cho mình, hiểu không ạ? Bởi vì sao? Lỡ khi quên mật khẩu, quên cái này, quên cái kia, thì như vậy khi mình làm dự phòng đủ rồi thì cái logic là gì? Khi bạn quên bất cứ thứ gì, bạn sẽ có những cái option, những cái tùy chọn để khôi phục lại cái email đó. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta chẳng làm cái gì cả thì khi mà bị sự cố xảy ra thì lấy cái gì mà để khôi phục, hiểu không ạ? Hãy nghiêm túc với mình, mà nếu ai chưa bao giờ biết cái đó thì anh chị hãy cảm ơn cuộc đời đi ạ. Hãy cảm ơn cuộc đời đi, ngay từ bây giờ hãy nghiêm túc với mình đi. Chừng đừng để sự cố xảy ra anh chị nhé. Và phải nghiêm túc với tài sản của mình đi. Hãy làm ngay đi, đừng chần chờ nữa. Bạn Thùy Anh hỏi đổi Gmail tài khoản được không? Xin thưa với bạn rằng hệ thống Hoàng Mai Chung không cho phép làm chuyện đó nha. Trừ khi có lý do thực sự chính đáng thì bạn hãy liên hệ với chăm sóc khách hàng, còn nếu không thì xin vui lòng đừng làm phiền chăm sóc khách hàng, tội họ. Như vậy để làm các cái bước dự phòng và thậm chí là mã dự phòng, xin thưa anh chị, mã dự phòng thì đều có hướng dẫn và tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái nơi để chúng ta vào đây học các cái bài học tôi đã thiết kế từng bước để anh chị có thể vào đây và học trọn vẹn trong này nhé. Rồi edu.finclub.vn, đây là cái nền tảng học trực tuyến miễn phí thôi anh chị, học trực tuyến miễn phí ở đây, chỉ vào đây, vào một nơi này và học, chúng ta sẽ không phải đi tìm đâu đó trên YouTube, chúng ta sẽ có thông tin cụ thể để chúng ta vào đây học.